Hello, xin chào các bác ha. Thì trước mặt các bác đây là cặp loa toàn giải Magnavox của Anico móng ngựa ha. Đây là cặp loa toàn giải Bass 40 của Magnavox, là thương hiệu của Mỹ nha. Thì bộ này sẽ bao gồm là một cặp toàn giải Bass 40 và cặp kèn và phân tầng ha, nguyên rin, nguyên combo bộ đó. Thì sau đây là em sẽ test mà toàn giải cho các bác nghe thử. Tuy nhiên thì thu âm qua điện thoại nên sẽ không có thể hiện được hết chất âm của cái cặp loa này. Nhưng mà một phần nào đó thì hy vọng là để cho các bác tham khảo ha. Tuy nhiên là khi em test thì toàn giải thì em sẽ không qua phân tầng nha. Vì loa toàn giải cơ bản là mình sẽ không cần qua phân tầng. Thì đây là một cái đặc điểm rất là hay của loa toàn giải. Thì khi mà không qua phân tầng thì chất âm nó sẽ được giữ nguyên vẹn, nên là cái chất mộc mạc của nó sẽ được tối ưu hóa ha. Mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hát hiu soi dáng gầy cô nữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt duyên tình bất. Ok, thì em sẽ nhắc lại là cặp này cặp toàn giải Magnavox Bass 40 ha, và nó sẽ bao gồm combo nó đi kèm là một cặp kèn hỏng gan của Magnavox luôn ha, và phân tầng đây là nguyên một bộ từ thùng bên Mỹ ha, chỉ gõ đem về thôi, và hàng đây là hàng nguyên riêng và đẹp hết ha, màng còn đẹp hết á. Rồi các bác nào thích thì vừa lòng liên hệ với em ha. Cặp này giá của nó là 8,5 triệu, 8,5 triệu là nguyên combo nha. Hiện tại thì em sẽ không sẽ lẻ, em ưu tiên bán nguyên combo vì cái bộ này rất là hay, thì xé ra thì rất là ổn, nên em sẽ bán nguyên combo nha, 8,5 triệu. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi clip này ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.